Triều Tiên sẽ nối lại hoạt động du lịch quốc tế đến thành phố Samgye-ong ở vùng Đông Bắc vào tháng 12 năm nay và có thể là cả phần còn lại của đất nước. Động thái trên là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị mở lại biên giới cho nhiều nhóm khách du lịch nước ngoài hơn sau nhiều năm kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vì đại dịch COVID-19. Triều Tiên đã không mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế kể từ năm 2020. Các công ty khai thác du lịch ở Triều Tiên cho biết nhiều đối tác của họ tại quốc gia này đã thông báo về kế hoạch của chính phủ cho phép tiến hành các chuyến đi đến một số địa điểm. Theo các công ty, khách du lịch nước ngoài sẽ được phép đến thành phố Samgye-ong của Triều Tiên vào tháng 12, trong khi các khu vực khác của đất nước có khả năng sẽ được phép tiếp cận. Thành phố Samgye-ong nằm gần núi Paektu, ngọn núi mà gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố là cội nguồn linh thiêng, và ông đã thực hiện nhiều chuyến thăm kể từ năm 2018. Ông Kim Jong-un đã đến thăm thành phố này vào tháng 7 và ca ngợi đây là hình mẫu của thành phố miền núi có nền văn minh cao, với các khách sạn, điểm tham quan mới và một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.